Ok, Navi xin chào tất cả các bạn cô chú anh chị trong nước cũng như ngoài nước. Thì kế bên nhà mình là hai sư cô, là tu ở chùa nhưng mà hai sư cô về sư cô nấu thuốc đó, cho những người bệnh. Nói chung là sáng thì cô sáng cô nấu một chập hả cô Hỷ? Đổ ra một thau đầy này nè, đầy không nhúng chích luôn đó. Dạ, yeah. cái này là lá gì cô Hỷ? Cái này cam thảo đất nè con. Dạ. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mình có 7 vị. 7 vị hả? Mình có 7 vị, có này lá lốt nè con. Dạ. Yeah. Còn cái này dòi dòi nè, mình chặt bỏ lá, bỏ bông. Nhưng mà cái này là mình uống mình trị cái gì cô Hỷ? Cái này khớp rồi con, cái này với cái này là khớp nè, hay tinh thần luôn nè. Là mình nấu mình vô chai cho người ta ha? Vô chai. Cậu con ngày qua cho 200 chai là 100 lít đấy. Dạ. Yeah. Rồi cái này là nhãn lọng nè. Cái này nhãn lọng là tim nha. Mình yeah. chỉ tưởng là tim thôi, nhưng không ngờ nó lọc luôn với cái phổi. Con yeah. lì. Con lì nó bị giật giờ hết rồi đó. Dạ, yeah. Cái này là bài thuốc này là sao mình biết được cô Hỷ? Cô á thì cô coi tình cờ cô quá tệ hôm đó đóng cửa ngoài đó. Yeah. Thì tình cờ cái cô coi trên mạng nó để dây giác là tĩnh mạch thì cái chân cô nó sưng bạch hầu luôn đó. Yeah. Rồi có tự quá cô tự nhiên cô nhớ lại, tại vì đầu tiên á thì cô quá tệ rồi cô mới nói với Đức Thầy, thì qua ông Thầy Tấn hốt cũng bớt rồi. Yeah. Rồi cái cô mới ngôn miệng với Đức Thầy nói con mà như vậy, con tu mà con tụng kinh ít như vậy là con thấy không có gì được hết trơn á. Yeah. Đức Thầy độ cho con đi, con uống giấy vàng thì cũng rất bóng gần hết giấy vàng rồi. Yeah. Cái sau tự nhiên cái cô gặp cái dây giác đó, cái cô ồ không lẽ mình nấu mình ăn dây giác bây giờ nhớ là ra rồi. Yeah. Cái này với cái này đồ này, cái này với cái này là khớp, vậy mình bị khớp nè sẵn. Yeah. luôn. Rồi cái này, cái này lại dưới dò voi này. Yeah. là con nhỏ em của cô á, là hồi đó nó bị giống như gãy khuyết đi. Yeah. rồi nó đi tùm lum hết, không hết tây nam đông gì có hết, nhưng mà sau cái nó nằm mơ thấy bà ngoại của cô á, chỉ nó là mày ra trước sân mày á, mày thấy cái gì lấy cái này, là cái này với cái này. Yeah. nó uống cái bắt đầu lòi thịt lòi mũ máu ra là nó lành. Khi nó lành thì nó đã bị cái hai cái xương sống nó bị mất rồi. Yeah. nó bị mục đó. Rồi nó cũng như nó cờm vậy nè, là tới bây giờ đó. Yeah. rồi cái cô áp dụng vô luôn, mình lỡ nấu rồi. Yeah. rồi mình kiếm ở đây riết không có, rồi bây giờ người ta giao mình là phải có. Người ta nói thiếu một món nào cho người ta hay là nhất khoát là không cho thiếu món nào, bởi vì quá trình người ta khen rồi, người ta khen bây giờ không đủ giao con coi nấu hồi sáng vậy đó mà. Bây giờ phải nấu nữa, sáng mình chưa có đủ. Một 100 lít ha. 100 lít thì sáng rồi không đủ dao, bây giờ đủ đâu. Nồi nữa nặng cho sớm mình. Dạ. Sớm mình còn sót lại nè. Mình còn sót lại. Lúc trước hơn vậy. Rồi ở Bình Hòa ta lên lấy nè. Ở Bình Hồ, Bình Hồ. Bình Hồ gửi cho bà ấu đó cho bà 8 chai. Nhưng mà đem về là chai nửa lít đó. Nhưng mà cô Hỷ mình nấu cái gì rồi mình cho không có lấy tiền đâu không cô Hỷ? Không. Yeah. lấy chi con, nhà tài trợ lo hết rồi, nhà hết củi rồi ba mày lo đó. Rồi thuốc thì ông Tám kiếm. Còn mấy cái chai thì mình bắt buộc mình phải mua đúng không cô Hỷ? Không có đâu, bắt buộc là mình mua. Đây nè, ba chai mình mua. Đây nè. Đúng rồi, chai chứ chai là mình mua đúng rồi. Nhưng mà bây giờ rửa không nổi thì người ta biết rồi, giờ là lỡ rửa cái này thôi, bây giờ có thiếu thì bà ngoại con mua. Yeah. chai mới. Cậu con ngày hôm qua cho 200 chai đó, với một cái thùng xà bông để rửa nè. Bây giờ cũng như là chai á thì có nhà tài trợ cho. Chứ rửa là không có thời gian làm. Quá trời rửa. Rửa thì mình không có thời gian nữa. Nào nước bởi vì á là mình lo thuốc này không nè, để cho kịp người ta uống. Yeah. Không đủ đó con. Không đủ cho để đưa cho người. Đó, lúc trước ở sân mình ít ai uống. Buổi sáng thì cô nấu là lúc mấy giờ cô Hỷ? Còn bây giờ cô tụng kinh đó, trước 4 giờ, 5 giờ là cô ra cô bắt lên cô nấu rồi đó. Cô tụng kinh ít lại. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. Dạ. Yeah. Như này bệnh mà con, bệnh ai cũng đau khổ, giò cẳng nó răm răng, nó ê ẩm chết luôn. Rồi uống đó, hồi đó cũng năn nỉ từ người uống nửa lít thôi đó. Rồi giờ cái người ta tự tăng lên lít, rồi có người tăng 2 lít một mình. Yeah. nữa. Đó, như bên nhà đây đó. Bây giờ uống 3 người luôn. Dạ. Yeah. cũng như là hồi đó là người ta không có cô ấy, cô ta nghĩ biết cái mình đang nghĩ tôi uống ra nữa nó cũng thử thôi, người ta quen rồi, bây giờ là từ 1 lít đến 2 lít người. Dạ. Bây giờ hồi đó mình đang nghĩ người ta uống nhiều hơn.
con thấy cô rửa như rau ăn chứ đâu phải rửa ấy đâu. Con thấy ông bà con cũng đóng chai trên nhà đó, ông xin đó. Một bỏ ông bỏ tủ lạnh á, để lạnh ông uống. Hay lắm con ơi, nó có 7 thứ lận, có mắc cỡ gai. Mắc cỡ gai thì hồi đó cô thường hay uống mà cô ấy đó là mình ăn ngon với lại nó tiêu ban đó, ban đỏ đồ đó. Còn cái gì nữa thì cô không biết. Cô biết trong cái phạm vi mình biết thôi chứ cái khác thì không có biết, mà cô đã uống trước rồi. Coi như mình cũng trải nghiệm rồi là nó không có kỵ ví dụ lên máu xuống máu. Nhưng cái nữa là nó cũng không có kỵ bao tử. Nó tốt hết trơn luôn cô. Thì vợ cái màu đó con thấy nó danh nhà giàu đó. Là con thấy đó. Giờ nó ủng hộ. Nhưng mà nhiều người ủng hộ. Giờ mình còn thiếu cái này nè chú. Là cái nồi mình quá nhỏ. Bắt buộc mình phải nấu, nấu nhà 4 nồi. Nấu cực nồi đến 4 nồi. Phải mình có được cái nồi bự 100 lít mình đó. Mình nấu 1 nồi nhỏ lít thì cũng cái nồi bự đó là khoảng bao nhiêu tiền con? Không biết nữa chú. Bởi vì mình nấu nồi nhỏ thôi, mình phải nấu từ 3 đến 4 nồi mới đủ. Mới đủ giao cho khách uống. Còn bây giờ là mình thiếu nồi cũng đủ. Giờ được ăn chai gì cũng uống. Ở dưới đình mình nó có bán nồi đúng không cô hay? Có biết đâu, cô đi mua cái mà cô mới mua cái nồi. Không nồi bự hả? Cô mua cái nồi là bự nhất. Nếu như mình có muốn mua là mình đi xuống công ty. Là có 4 cái ba hả? Cái nồi là bự nhất rồi. Nè cái nồi lớn nha. Rồi cô nấu hai nồi. Rồi cô nấu cho nó. Vậy là một ngày là mình nấu mấy nồi cô? Nấu cô nấu như vậy nha, cái xoài cô vớt ra. Rồi cô tiếp tục nhận vô cái khác nữa cô nấu nữa, đổ nước thêm nữa coi như mình nấu vậy là thành 4 nồi đó. 4 nồi. Tại vì mình không có, mình phải chịu con. Tội chết. Nè con thấy nè, nước rồi nữa thay lại. Bên này xong rồi thay nè, cô phải cắt ra rồi cô tuốt về nè. Con thấy cô kia cũng ngồi cắt ba cái lá đó. Công phu lắm đó. Thành ra nó mất thời gian. Nè. Cô đã cắt sẵn như vậy hết nè, mình phải làm gì đó. Mình bị tội. Mình ở chùa mà con. Mình biết chứ. Thật vậy thôi con ơi, bây giờ không có ai chê hết, cô nghĩ là một ngày một bánh trướng rồi. Đưa tới đâu rồi, uống một đêm một là chịu liền. Nó mát trong người, nó khỏe đúng không cô hả? Gan. Nó gan luôn, thành ra chắc mỡ trong gan nó có, mình không biết chuyện đó. Nhưng mà uống rồi là vợ cái chân nó sạch bụng. Mẹ con cũng đâu có chịu uống như uống, nó bị cào ruột, nó nghỉ. Nhưng mà cái cào ruột đó là cái mà làm cho bà cái bụng nhỏ nè. Chắc làm như cái gan trong mỡ mình nó nó có cái sự chuyển động đó. Thành ra mẹ con giờ uống đó. Còn con Hương là lần vợ hầu đó nó uống có lít nè, bây giờ đó đem cái bình thủy rồi với một cái chai nóc lít luôn, nó nói hay đó. Nhà mình nói có người á là người ta bị u nang u sơ đó, rồi người ta uống cũng hết luôn. U nang u sơ là cô đổ cái này với giò voi, bởi vì cô nói với con là nhỏ em của cô mà từ xương sống nó mục mà nó nhọt u chỏng mà nó uống cái này rồi nó mới chảy máu chảy mủ hết, nó mới lòi thịt ra. Là con của dì ruột cô nè, lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, bữa nay cô nhớ lại. Cái mấy cái này là mình đi nhổ hay sao cô? Thì đi nhổ con ơi, con thấy gì ta cắt nè, ta để gốc cho nó lên. Con thấy nó nhỏ vậy chứ nhổ lọng đầu hồi đó cô với con này kiếm cho nó nè, ở trong sổ này có, nó ở trong ba đê á. Mà tới bây giờ cái tự nhiên nhớ lại. Nhưng mà mới... Thầy chuyển đó. Nhưng mà con thắc mắc là mình đi nhổ hay là có người nhổ người ta giao lại cô hay? Thì ông bác cũng nhổ nè. Có người giao, còn có khi nào... Như cô đến rồi nữa nè. Thì con coi nè, nhắn lộng cô nấu gì nè, nó tốt khỏi đó. Bây giờ con lì đó, nó kể cho cô nghe nè, nó hết rồi nó mới nói. Nó nói nó nằm xuống thì nó khỏi khò khe, nó mệt lắm, nó không nổi. Xong rồi á thì cái phổi của nó ở trỏng nó nghe lắc, giống như nó lắc cái mình gì nè. Nó kể gì cô muốn khóc, con nó kể gì đây. Cái cô mới nói rồi giờ hết chữa bà, quản hồn. Nó có, con uống thuốc của cô nấu nó con hết rồi. Thì nó về đây ở hôm nào nay con thấy nó đâu có giật. Nói chung là 10 thằng nó bớt ra 8 thằng rồi con ơi. Đó, có bữa đó nó đưa ăn cái hộp thịt lộn, cái nó cầm lại gì thì con biết rồi không? Cái đỡ nó nằm xuống cái lấy cái lượt quào quào cái đầu nó với quào quào gì là nó tỉnh lại cái nó cười. Vậy đó là nó không có gì hết trơn. Thì giống như cô nói vậy liền tiếp vậy là nó là đây cái nồi thuốc cô nấu hồi nhỏ. Là cái này là mẫu luôn nè. Mẫu luôn. Thì cũng có người đem giao mà thiếu thì mình phải đi kiếm thêm. Kiếm thêm mà mình biết ở đây có, mình nói thì mình tự kiếm, còn không mấy thì nói người ta đi kiếm. Tại vì người ta đi kiếm tao biết rằng ở đâu có, đâu có. Tại vì tôi có miếng đất ở ngoài đó chú Khải. Rồi khi nào quá là tôi được đi ra ngoài tôi ở đó.
là tôi trồng thêm, tôi trồng thêm mấy cái vị thuốc nam này nè. Nếu khi nào mình kiếm ở ngoài không có thì mình ở trong nhà mình có. Dạ. Vậy là mình trồng ở ngoài miếng đất của mình hả cô? Dạ. Trồng thêm. Trồng thêm, mình thêm đâu có đủ xài để con. Mình cũng như là mình để dành cái này là con dạ. Khi nào mà bao nhiêu cô đẻo được rồi đó. Cô dạ đi. Có giao chưa? Bằng tỉnh lắm con. Gốc theo gốc, ngọn theo ngọn mà sắc sắc liền chứ. Cô thấy mình tu lâu chưa cô hãy? Cô hồi hưng thiện cô xuống xuất gia hồi ngày rằm tháng giêng. Rồi tới là bằng giấy là tới rằm tháng 3. Dạ. Yeah. Năm 2010 âm lịch á. Yeah. Năm nay là 11 năm rồi hả cô? 11 năm hơn yeah. Rồi đó. Thì kể 11 đi. Cô nói hồi đó cô tu á thì không có giỏi bằng ai, bởi cô mới về chứ ở hưng thiện tu quá con biết. Xong rồi cô nói nè, tôi tu không bằng ai, không có bao nhiêu chứ ai đổi bao nhiêu, cái gì tôi cũng không đổi cái tu của tôi trơn, yeah. Tu đời cô khổ nhiều thiếu thốn cho nên thôi đi tu, không đi tu con mình phải dạ không cái đó thiệt tình nha. Dạ con đêm con ngủ á tới 3-4 giờ là con nghe cô gõ mõ tụng kinh á. Dạ 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 con nói chung là con ngủ mà cũng như là cô gom mối thông tin là con nghe. Ừ. Con nghe mà cứ chập chờn chập chờn. Ừ. Cái gì chứ nè, rồi cái cô uống nè, cô uống rồi hồi đó cô nấu cho cô uống thầm đó, với mấy đứa này nó thấy vậy uống theo đó. Dạ. Yeah. Thì lúc đó con có nghe cô tụng cho tới chừng 7 giờ sáng luôn đó. Có nhiều lần lắm chứ không phải là một lần. Ừ. Nhiều lần lắm. Từ mình nấu thuốc nè, mình không có thời gian. Dạ. Yeah. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật nè. Thôi thì mình cũng niệm Phật có lìa đâu. Cô niệm Phật đây là trên 40 năm rồi, niệm hoài niệm. Hồi đó cô có nói với ông nội con đó, niệm hoài tới ban đêm niệm được luôn, nó ngủ vẫn niệm đó. Pháp môn tịnh độ hả cô? Ừ. Độ. Sư ông mình đó, thiền tịnh sông Đô Tu đó. À, cái chùa Hưng Thiền là cái chùa mà lần em quay video trước anh chị gửi tiền phóng sanh cá đó. Thì anh chị nào muốn biết chùa Hưng Thiền như thế nào thì gõ vô cái trang của em là chùa Hưng Thiền phóng sanh cá ngay ngày lễ là có. Chùa rất là to. Ngày nào cũng phóng sanh hết á. Dạ. Cái chùa nào mà bạn có chạy cô mới qua bên Hồng Ngự cô ở nó cân dồn lại là cũng 6 năm dẫn đi tới đi luôn hết 3 lần năm rồi. Yeah. 6 năm trời rồi đi về Long Yên Sơn nữa rồi bây giờ thôi về mình già rồi với dò cẳng cô vậy cô ở bên chùa Long Yên Sơn đó. Yeah. Thì cô cũng ngồi gì nè ai đem lợi cô làm chứ cô đâu có đi dò nó giảm tĩnh mạch đó. Yeah. Rồi bây giờ hết rồi khải ơi khải thời mừng rồi con Phật pháp nhiệm màu à vậy ung thư đây. Ai mà không biết ở đây, ai không biết tỉnh chết không đó. Yeah. Đi mặn công quả hay theo chùa cô đâu. Dạ. Tôi thì ung thư rồi tôi đi làm công quả. Dồn mà đi làm công quả thì tính ra đó thì cũng đến nay là cũng được cũng 9-10 năm. Tại vì yeah. Phụ thủy xuất gia là theo phụ thủy làm công quả. Nhưng mà cái nguyên do tại sao mà mình đi tu á cô? À, là tại vì tôi bệnh ung thư. Dạ. Yeah. Rồi giờ tôi hết. Tôi và bệnh ung thư là tôi hết. Rồi yeah. Tôi thấy rồi tôi tụng kinh. Tôi yeah. Tụng kinh rồi tôi hết luôn rồi cái tôi thấy nhiệm màu quá rồi tôi xuất gia. Dạ. Không có gì về nó em đi tái khám một lần đó bác sĩ cũng không cho thuốc. Dạ. Mới có 3 năm nay. Dạ. Mà con thấy hai cô nấu thuốc cho vậy con thấy nhiều người uống hết bệnh quá. Hết bệnh đó. Dạ. Còn hơn mình ở chùa mà bằng công quả. Dạ. Thiệt. Bởi vì người ta nhiều người con tại con còn nhỏ con chưa biết chứ mà khi mà lấy rồi hai cái này với hai cái cùm chân đó nha với hai cục chỏ nó rã rời nó ê ẩm không chịu nổi không có vui được bây giờ cho vàng cũng chưa vui nữa. Con qua đây con quay cái chỗ hai sư cô nó thuốc nè. Đây nè để làm mấy cái chai cô để sẵn bằng vô chai cho anh ta nè. Đây nè mấy này là cô rửa sạch sẽ nha rửa xong là cô phơi khô rồi cô vô chai cho anh ta xin. Củi đó là do ba mình cúng dường cho cô để mà nấu cho mọi người đó. Ở đây nè, đây là cái lò nè. Còn chút xíu cô nấu thuốc mình sẽ quay cái giai đoạn cô nấu thuốc cho mọi người xem nha. Nấu là phải canh nước vậy hả cô? Canh chứ không. Mình canh gì này cho nó chìm xuống. Để chừng nào ở dưới mà nó hết thuốc của mấy cái cây ở dưới này thì mình mới lập cái này. Mình vớt ra bỏ cái đó ra mình mới nhà bỏ vô lại lượt nước lại ha. Dạ. Thao cái mình mới vớt cái này ra cái mình bỏ thành rác. Cái mình nhận cái này xuống.
Nó mới bỏ này vô lại. Này dây giác mà. Ừ, dây giác đó. Hay quá trời luôn. Đầu cô đó mình đi nói rồi bác sĩ không biết được họ. Nó chạy vòng lên tới đây giật cái, qua đây giật cái thiệt mạnh, cái nó là mình có cái hơi lên luôn đi chứ. Nó bị gì, cô bị gì? Có biết cái đâu, mình đi khai bác sĩ nó cũng biết đâu. Rồi nó chẩn đoán rồi nó bắt mình số tiền với bà nội mà có bảo hiểm không đi. Nội đi xe ôm không bạc triệu tiền đó đi. Rồi cái nhà này nè, cái tự nhiên hết phải biết đấy. Là nhà duy giác này nó thông mạch nè. Tại vì mình đổ nó thông được cái giãn tĩnh mạch, tức nhiễn là nó cũng thông được cái mạch máu trên đầu mình. Cái này là nó trị nhiều bệnh gì cô? Chị thì mình ở đây thì nó ít thôi, ở đây người ta cũng biết nè. Như Phương Đẳng thì nó gì à? Ví dụ là ung thư sơ, nó đâu nó gì. Anh xuống nói với bà tiền kiểm giờ nữa. Dạ. Bảo chỉnh lên đây sinh nè. Dạ. Thì nó mới tại vì con khác, con có biết gì. Rồi gan. Gan là như mình gan mở mình cũng mệt nó con ơi. Rồi ra uống cái này đó rồi cái bụng mình ốm lại. Dạ. Mà mình cũng không có thấy cái gì, cũng thấy bình thường như tiểu tiện luôn bình thường, mà sao cái bụng nó lại ốm lại. Tại vì cô cũng lớn tuổi rồi, mình qua 40 tuổi là nó có mở rồi. Dạ. Nhưng mà cũng hết nhóc đó, mấy đứa nó hết nhóc đó. Này nấu chung với dây giác chứ gì con? Thì giờ mình nấu nữa mình mới hòa lại hết. Dạ. Cái gì mình nấu dây giác với cam thảo đất nè. Dạ, cam thảo đất ha. Ừ. Đó. Bên đây là nhãn lồng. Nhãn lồng với mình bên đây cam thảo đất lại với ấy nữa. Này là nấu khoảng bao lâu cô? Nấu 2 tiếng. 2 tiếng ha. Ừ. Là cho nước nó rút lại hả cô? Ừ, cho nó ra hết thuốc. Ra hết thuốc mới được chứ con. Công đi kiếm cực mà mình lấy không hết thuốc. Dạ. Yeah. Lửa cũng cực nữa rồi, hỏi con của mình nấu biết lửa làm gì. Nãy nó dung vậy đó, giờ nó xẹt nữa. Là mình nấu xong mình sẽ lược lại hả cô? Ừ, lược lại. Mình có cái rây đó con. Dạ. Yeah. Mình có cái rây đó. Cái này uống nóng cũng được, uống lạnh cũng được hả cô? Ừ, uống nóng nó dẫn hơn. Uống nóng thì ngon hơn, nó rút hơn không cô? Ừ, nó dẫn hơn. Nó sẽ phải đó, chừng nữa nó chín ở dưới cái cồn, nó vớt cái này ra bên. Dạ. Yeah. Cô lấy dưới ra, cô bỏ riêng ra làm rác. Rồi cái này nhận vô tiếp theo bởi vì nó đậm đặc lắm. Dạ. Yeah. Mà cô thấy rồi nó không có kỹ ai hết trơn. Nó không có kỹ vấn đề như là tim mạch hay là này là thuốc nam à. Ừ, không có lên máu xuống máu. Thuốc nam nhưng có nhiều thứ còn đâu dám dùng. À gì hả cô? Ừ. Nó cũng không có tốt mà. Không. Ví dụ như hình như cái gì mà gọi là cái gì ở trong đồng mà nó cùn gạo cái đó lên máu xuống máu gì đó. Yeah. Rồi ví dụ như dâu tầm ăn rồi đó thì nó mát, nó hàn cũng không được. Còn này mình tương đối hết trơn rồi. Cô uống lâu rồi mà. Nó yeah. Tương đối hết rồi. Không có cái nào chỏi với cái nào hết trơn. Mà nó hết rất là nhiều bệnh. Thì ai uống thì người đó mới tự biết. Đúng rồi, đúng rồi. Còn mình nói thì nói nhiều quá. Mình cũng không phải thầy. Mà hồi đó mình cũng không có biết thuốc như vậy. Mình chỉ biết là dùng được mấy cái thứ này. Cô hái rau ăn cũng vậy. Dây giác cô cũng hái đọt ăn mà được mấy đọt. Nhãn lồng nữa nè. Ừ, nhãn lồng. Rồi cái gì? Cái mắc cỡ. Nấu phải 2-3 gì, nấu phải 2-3 lần. 2-3 lần quý vị. Rồi canh 2 tiếng. Canh 2 tiếng rồi mình mới nấu lửa gì đó. Dạ. Còn nhãn lồng là con thấy lật đó, thấy không? Lật được. Mình phải lật cho kỹ. Còn rồi nó sâu không nên là cũng phải cắt bỏ hết tất cả lá bông bỏ hết, còn lấy cái cọng mình làm như vậy đó mình uống đó. Còn nhà thuốc tây nước nam thì quá nhiều người ta không có làm hết nổi. Đó cô Hỷ hồi đó nguyên nhân sao mà cô đi tu cô Hỷ? Cô hả? Dạ. Yeah. Thì tôi đời cũng đáng khổ, cô không có phước, con thấy tôi vậy cô không có phước mà cô không có khe, không có khoe, không có ghét ai, không có khai với ai hết. Dạ. Yeah. Thì đời cô cũng có nhiều lên vô xuống ngựa tùm lum rồi cái gì mình mỏi nó không có đến. Dạ. Yeah.
nó đến là nó cũng không ở lại lâu. Rồi thấy là như mình chắc không có hợp với cái thế gian này làm người đời. Con đi theo Phật làm con Phật chắc phải chắc ăn. Làm rồi là quên hết. Hồi đó sẽ nói nghe em cười đó tao cái tao nghèo vậy chứ tao chưa chắc tiếp mình bởi vì cái đẹp này có lâu cách để được rồi con. Dạ. Còn không tiền đó, nhiều khi mình làm ra tiền. Tại tao tiếc cái đẹp với hình ảnh tao xui nhiều lắm, tao đốt hồi tao ẩm tao đốt hết trơn. Rồi muốn tìm lại chút xíu không có rồi vô đóng lấy. Cái tiền còn tiếc, tiền là mình thấy như số mạng đi. Dạ. Còn cái mà mình già đi là không có lôi kéo lại được. Tiền có khi mình được chứ. Hả con? Dạ đúng rồi. Cái sợi dây gì của cô Hỷ kìa. Hả? Sợi dây gì vậy? Dây bên tay á. Không chỉ của cô giá bao. Làm cái đồ trải cho nó túng rác đây nè, phải trà như thế nào quý vị, trà trà sạch sẽ rồi rửa hai ba nước xong mình đem đi phơi như nãy mình nói đó. Ok, ai có muốn uống thuốc thì liên hệ cho mình, số điện thoại mình sẽ để ở trên phần trước video đó. Thì hai cô này nấu là ngày nào cũng nấu chứ, nói chung là hai cô thì sáng thức sớm tụng kinh xong rồi sáng làm công việc xong rồi nấu, rồi trưa nấu rồi chiều cũng nấu. Nãy có ai lên thỉnh hả cô? Ở dưới chân đùng sốc chét Cà Mau quý vị đó. Tàu ơi. Cà Mau sốc xoài á. Dạ đúng rồi. Cà Mau sốc xoài. Cá xoài chứ không phải sốc. Ở đó không có người miên. Nhìn thấy ngon ha. Dạ. Giống nồi rau luộc. Bởi vì con uống đâu có ngán, tại ai không biết thì tưởng rằng ngán. Nó đâu có đắng hôi gì đâu. Con ngày xưa con khoái đi ra đồng hái mấy bình bát về nấu canh ăn. Nó mát, ngon, dễ ăn. Con về chùa của anh Sư, đi ông gọi là chú kia là giúp sạch ra vô. Hôm nay ăn hoài dư chất. Này nó rút dần dần rồi nè quý vị. Có thỉnh thuốc hay là lên cô thì liên hệ cho mình sẽ để cái địa chỉ bên Zalo á. Có gì liên hệ Zalo cho em nha. Rồi em xin cảm ơn.